Giờ thì em sẽ test cái phần radio, chúng ta chỉ cần gạt qua đây. Sau đó dò đài trên này. Rất là nhiều bạn trẻ điêu đứng với tông màu nhẹ nhàng cùng không gian xinh xắn khá đơn giản nhưng lại rất tinh tế, luôn được các bạn trẻ tìm đến để mà chụp hình. Còn nếu mà anh em chơi CD thì chúng ta sẽ chuyển qua đây, và phần này là phần volume, tất cả đều bằng kim loại như này. Riêng em này đây, đây là chiếc máy nội địa Nhật có model đó là Phonograph, một cái dòng là nhìn nó rất là tu bê, nhìn nó rất là nhìn kết cấu này nọ. Ok, xin cảm ơn tất cả anh em đã chú lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video clip tiếp theo. Đây là một trong những cái chiếc máy nghe nhạc phải nói là rất là độc và âm thanh cực kỳ hay luôn, khi mà anh em chơi CD phải nên mua này, quá hay. Ok, xin cảm ơn tất cả anh em.